Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì mấy ngày qua thì mình đã nhận được thông tin là rất là nhiều tài khoản Facebook của các bạn đã bị khóa. Thì rất là nhiều bạn thắc mắc không biết tại sao tài khoản của mình lại bị khóa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài những thông tin cơ bản rồi cái việc mà Facebook khóa tài khoản hoặc tài khoản bị vô hiệu hóa, bị chặn tài khoản vân vân, nói chung là tài khoản của bạn không còn sử dụng được nữa. Thì mình cũng có nhiều video clip để nói về cái việc mà Facebook khóa tài khoản. Hôm nay mình xin nói lại để cho nhiều bạn cùng biết. Thì việc Facebook khóa tài khoản của chúng ta là một chuyện xảy ra rất là bình thường, thì không phải là mới lạ với các bạn sử dụng Facebook. Thì việc khóa Facebook thì thường Facebook sẽ báo cho bạn là đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng, chứ Facebook không có cảnh báo rõ một cụ thể những một nguyên nhân nào nào là các bạn bị khóa tài khoản ha, hay nhiều bạn không biết tại sao. Thì hôm nay mình sẽ nói những cái mà mình biết để cho bạn tránh né. Thì nguyên nhân Facebook khóa tài khoản sẽ gồm những cái bài đăng của bạn có liên quan đến những cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là bài đăng của bạn có liên quan đến trẻ em. Thì trẻ em như bạn đăng những cái video có dính tới việc xâm hại hoặc là vi phạm đến quyền trẻ em, như là bạo hành đến trẻ em ha. Các bạn đăng những video clip bạo hành trẻ em, hoặc là bạn chia sẻ về tường của bạn, hoặc là chia sẻ những video clip có liên quan đến trẻ em bị bạo hành chẳng hạn, thì Facebook của bạn cũng out luôn ha. Và cái thứ hai nữa là bạn gửi Messenger, thì nhiều bạn nói là gửi Messenger cho những cái tài khoản khác thì mình đâu có đăng bài đâu mà Facebook biết, nhưng mà thật sự là Messenger là cũng là thuộc của Facebook, cho nên Facebook họ cũng quản lý và họ cũng sẽ khóa tài khoản của bạn luôn. Cho nên thứ nhất là bạn phải lưu ý trong việc đăng bài cũng như là chia sẻ những bài đăng liên quan đến trẻ em thì rất là dễ bị khóa tài khoản, cho nên bạn phải hết sức lưu ý. Thì nhiều bạn chia sẻ những video clip bạo hành trẻ em với mục đích giúp đỡ để cùng cộng đồng biết, nhưng mà Facebook sẽ khóa tài khoản luôn ha. Các bạn cũng lưu ý vấn đề đó. À, tiếp theo là Facebook sẽ khóa tài khoản của bạn khi các bạn đăng những video clip mang tính chất khiêu dâm ha. Đó là những cái đoạn video hoặc là những cái hình ảnh khiêu dâm thì Facebook sẽ cũng khóa tài khoản luôn, hình ảnh áo dâm vân vân. Thứ nhất là bạn đăng lên cái tường của nhà bạn, thứ hai là bạn chia sẻ lên các nhóm, chia sẻ bài đăng qua Messenger cũng đều có thể bị khóa tài khoản luôn ha. Thì do Facebook họ có liên kết với nhau, và Facebook hiện tại đang kiểm tra rất là chặt chẽ về cái việc mà tình trạng vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Và tiếp theo đó là các bạn đăng những cái bài đăng nó mang tính chất bạo lực như là đâm chém, đánh lộn, đánh ghen gì đó. Bạn đăng lên quá nhiều hoặc chia sẻ quá nhiều thì những cái nhà mà quản lý trên Facebook đó họ cũng kiểm tra những cái video, những bài đăng của bạn và các bạn sẽ cũng bị khóa tài khoản, hoặc là bị các bạn bị cảnh báo hoặc là tắt bình luận
hoặc là tập đăng bài trong 3 ngày đến 7 ngày ha. Bạn đừng để vi phạm cái nguyên tắc đó thì bạn sẽ bị khóa tài khoản rất là dễ. Mình cũng đã bị từng bị cảnh báo ha, bạn cũng lưu ý về đó. Tiếp theo là bạn đăng những cái bài đăng mang tính chất phản động xuyên tạc quốc gia thì phải các bạn sử dụng Facebook để đăng bài chia sẻ bài mà liên quan đến cái việc mà xuyên tạc bạo động thì nhóm an ninh mạng của quốc gia thì họ cũng có thấy thì họ biết thì họ sẽ báo cáo với Facebook thì Facebook sẽ gỡ những bài đăng đó và nếu nặng thì Facebook sẽ xóa luôn cái tài khoản hoặc là vô hiệu hóa tài khoản của bạn luôn. Đó là những cái bài đăng liên quan đến bạo động thì này rất nhiều bạn chia sẻ, mình thấy nhiều bạn chia sẻ rất là nhiều đăng lên thì tài khoản của bạn sẽ rất là dễ bị xóa hoặc vô hiệu hóa, hoặc là những cái hành động đăng như đang trong mùa dịch này bạn đăng những tin giả rồi đó, bạn phao tin giả thì nhóm an ninh mạng trên quốc gia ở Việt Nam mình họ nhìn thấy được những cái bài đăng và những cái bài chia sẻ của bạn ảnh hưởng cho cộng đồng thì họ cũng sẽ báo cáo cho Facebook, rồi Facebook sẽ tiến hành xác minh và nếu thấy tài khoản thực sự vi phạm thì họ sẽ tiến hành khóa tài khoản của bạn luôn nha. Vừa rồi mình đã tổng hợp những cái nguyên nhân mà Facebook khóa tài khoản của bạn, hoặc bạn nào có xem qua video clip này thì hãy lưu ý cái việc đăng bài chia sẻ bài thì Facebook hàng tháng họ đều quét những cái bài đăng và họ càng ngày càng chặt chẽ hơn trong việc đăng bài cũng như giống như YouTube nha các bạn, không phải là bạn mang tính chất kêu gọi khiêu dâm hoặc là bạo lực thì rất là dễ bị xóa tài khoản. Thì vừa rồi đó Facebook đã có một đợt quét tài khoản rất là lớn ở Việt Nam thì họ đã xóa rất là nhiều tài khoản hoặc vô hiệu hóa rất là nhiều tài khoản. Bạn hãy lưu ý cẩn thận trong quá trình đăng bài cũng như là chia sẻ bài hoặc những cái video mà bán hàng chửi bới tùm lum đó, các bạn cũng nên cẩn thận. Thì cái việc mà chia sẻ của các bạn đó thì nó có thể là sẽ bị khóa tài khoản, thì bạn nên lưu ý trong cái việc chia sẻ. Rồi video đến đây là hết. Thì bạn có xem qua video này thì hãy nhấn đăng ký và nhấn nút chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.